Đây là một con bọ hung mà bị nằm ngửa bụng ở đây, chắc rằng sẽ không thể dậy được, đúng không? Bởi vì nó nằm ngửa bụng này làm sao mà dậy được. Bây giờ mình sẽ nghĩ cách để mình cứu nó. Lấy cái gì để cứu bây giờ? Đây rồi, có cái hót rác. Mình sẽ lấy cái hót rác này để hót nó ra ngoài vườn. Ok. Và bây giờ quay trở lại sẽ hót nó. Nó bị nằm ở đây chắc lâu rồi, yếu lắm. Thôi đi nhé, đi cho ra vườn. Hy vọng là mày sẽ sống sót nhá. Ai khỏe thật, cho ra cái là có thể. Có đừng nằm ngửa đấy, nằm ngửa thế là kéo đấy, nằm ngửa thế lại không dậy được đâu đấy. Nằm úp xuống nhá, nằm úp xuống mới có thể sống được. Kinh không? Đây là cái khu vườn thôi. Bây giờ mình lại cất cái hót rác này vào. Sau đây lại treo cái hót rác vào chỗ cũ. Đấy, công đoạn nó chỉ có thế thôi.